Hello, em đi đâu đó? Em đang đi buổi tối. Buổi tối nhau. Người ta đầy luôn á. Giờ này mấy giờ ta? 11, 12 giờ đêm gì đó. 11 giờ đêm. 11 giờ đêm á. Mà đây, chắc mấy khu này là thì cái chỗ đi rồi có cái bán giờ này hơi tối nhưng mà mình đi dạo nó restaurant hay là gì nè, quán bar nè, quán bar nè, quá chừng chừng casino bên kia. Em có đi casino, em có chơi casino không? Oh no. Đó, đằng kia kìa casino đó. Chỗ. À. Nó quán bar. Quán bar, casino đằng kia kìa. À vậy là giờ này mình tới trễ nè, nó có bán trời trời đây một chút. Có bán trời trời. Ngày mai ra sớm một chút. Vô đi. Giờ này á, nó đi ở trong. Đi thử coi. Sáng luôn rồi. Ngon vậy. Đủ thứ luôn, đá, bên đó là đá. Bên đây là bóp, vỏ, chiền. Kính thưa các loại tạp nhạp. Mọi người muốn cái gì thì cứ kiếm. Lung tung luôn ha. Dài dép 5 đô cũng rẻ, 5 đô đâu có mắc đâu, quan trọng là mang có được 5 đô, 5 đô, 5 đô. Ở Việt Nam bây giờ mang được chắc ở đây bao nhiêu? Cái này nó không đủ giá. Chắc phải trả giá hả? Nó phải đủ giá. Tốm hả? Không. Nên sản xuất. Nó để sản xuất ở Nam Mỹ. Nhưng mà em vẫn thích để cái giá thôi, mình khỏi phải em nhìn mình mấy nhìn mấy người đó giống Ấn Độ hay không? Nó là người Nam Mỹ luôn á. Nè, dài dép nó bán là một cái là 25 đồng mà hai cái là 40 đô. Có gì giả nhỉ không? Hàng giả. Hàng gì hết chứ mà. Nhưng mà để có gì anh mà. Anh kiếm cái gì đó. Anh ghé anh kiếm cái gì nè. Nó bộ thấy không? Cũng đẹp đó, chứ nó bộ mà dạ, nó béo quá. Chỗ này là chợ đêm. Chợ đêm đó. Ừ. Có cái màu trắng cũng đẹp. Nó chắc mỗi đêm mà mùa hè mà. Mai đi, mai ra lệnh. Kem. Kem. Cái túi luôn á, cách làm vậy là cái túi đó. Chuối trời. Đúng rồi, đúng rồi. Này ông gì đây? Ờ, bánh nè, nước nè. Lung tung lung. Cũng lớn á. Lớn thì đâu đem bóp rồi đâu, xóa đi luôn. Này casino đi casino dạo lớn luôn nè. Này chắc có disco nữa trên. Ừ. Có vô casino nè, nữa. Khách sạn nè. Ờ, khách sạn nè. Maris nè. Hai cái luôn. Cái bên kia tên khác, tên này bên khác. Nó bự luôn á, nó bự quá tao lắm luôn á. Nó dài dài có gì đây. Này cái cảng. Ờ, có cái chợ đêm nó cũng vui đó chứ anh. Buồn 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 cái ra đây ngồi buổi chiều buổi tối. Hello, would you like to get a drink? No, thank you. We don't drink. Thấy ra, ghê không? Em tưởng chỉ là tourist với mình chứ, ôi chỉ đi tiếp thị mà con rồi. Thì đó mấy cái khu mà tourist mà. Đi tiếp thị đi. Cái gì đây là nè, du thuyền không nè. Nó ha, ngồi nè, buồn buồn ngồi chơi cũng được, không cần thiết là đi quá mệt. Đây, ghế ông này không bỏ nè, ngồi miếng không? Ừ. Không mà dơ quá, ngay cho nó dơ quá. Đâu có dơ đó. Sao em thấy dơ? Không, à tại em thấy nó đen đen. Ghế người ta đâu phải dơ.
Đó, đừng mày đứng tiếp tao nữa nha. Xin lỗi sao em ngồi đâu không ngồi ngồi giữa hai cái lằn giữa. Anh thích cái đèn đèn đúng đốm quá. Đó. Nè, cho nó thu thêm đó. Cái ghế luôn anh ha, dưới bãi sông đó. Ừ. Bên này mình ngồi trên bãi sông đó, dưới bãi sông. Ngồi ở đây cũng ok. Ừ. Nó đi dài dài. Cái này đẹp dữ lắm. À. Đó. 10 sắp 12 giờ đêm hả ba con? Hả? À. Cái núi đẹp không? Hả? Rồi bây giờ vợ chồng đi ra biển. Cái chị này chỉ bơi trắng. Chị này nè. Chị hăng lắm. Chị này chỉ đồ bơi. Đó, chị này mà mới tắm xong nè. Mới tắm biển xong ha. Lên bây giờ đi chơi một dạo. Dạo. Tắm sáng rồi đi tắm sáng sớm. Con trai yêu à, không chịu đi chơi. Không chịu đi dạo. Hứa ngày mai đi chung. Là nguyên cái dãy đây là nhà trong phải khách sạn. Mấy cái mình thấy nó đăng lên hết dữ vậy đó, nó đường vòng. Có mấy cái cầu đường xe. À, cái bãi biển này nó kéo dài tiếp bên kia luôn, cho nên là mình đi chắc không nổi đâu. Không, mình giống nước mà đi về lại. tới đây coi một cái nha. Tại vấn đề có nhiều khi những cái chỗ này tôi đi ra đây tôi chơi, đúng không? Còn mình là nói mình ra đó. Tại vì ban ngày cho em nghĩ cho nó tới cái giờ nào nó đông tới mức độ người ta phải cần dài ra. Đây là cái bánh croissant buổi sáng ngày tầm. Chờ hai ly cà phê đó ấy, anh lấy đây. Đây để em chụp em check in buổi sáng. Chỉ cần như nhà như thôi cái này. Ghê thế chứ. Chuyện cho em chưa mở nha. Nhờ máy lạnh nó nhiễu nó thẳng xuống như vậy mới ghê. Bung ra trên. Ồ, mấy cây mát đang bự. Cổ thụ nó có nhiều cái. Bự ghê mà nó đẹp lắm chứ bộ anh nhìn nè. Đẹp nhất là đẹp. Ta cũng ngồi trong mấy cây đó, công viên mà thành cái cũng trong ngồi. Nó quen. Còn mình quen giờ sau này xe điện với đèn này ô nhiễm hơn. Đây bán xe điện đó, mấy đôi dép là. Đây chị ấy mua cái này 10 đồng thôi nha mọi người, 10 đồng euro.
Ok. Mua xong rồi đúng không? Mua xong rồi đây. Lát về là có mai. Đi tiếp. Bây giờ tiếp ha. Bây giờ tiếp tục đi dạo rồi vòng về. Nó có nhiều tiệm, nhiều đường đó. Nói chung là cái giá nó không có mắc luôn đó mọi người ơi. Là cái khu này của trung tâm mua sắm mà nó không mắc đâu so với Nam Nguyên. Cho nên lần sau đi du lịch tưởng mua gì đó, qua đây để mua. Sao giờ mình đi nha, đi xuống vậy hay đi qua vậy? Mình cũng đi xuống cái mình ngồi ở dưới cái đường đi bộ nãy. Slap một chút. Chị làm quá, anh chơm nổi. Làm quá đuối đó. Nè, tòa nhà này đẹp. Cái hàng cây nó cũng đẹp nữa không? Con đường ở dưới đây không biết phải thay ban không ta, hay là cái nghĩa phải thay ban, phải có chỗ là có thay ban không? Này là parking. Sợ mất đi, mất hơn trong mùa cô tích anh để 16 đồng hai mấy đồng vậy, mất hơn cô tích. Vậy đó, nó cần vậy thôi. Chung món là nó nổi tiếng nha. Vậy đó ha. Thôi, cái nhà đây bây giờ mình sẽ xuống thề ban nha, thử khám phá cái thề ban của thề ban nha nha. Nhưng mình không cần đi cái đường bên đây. À, là bên nào cũng được. Đủ thứ chạm. Đây cái chạm nè. Thầy bên nằm dưới. Sao? Nó có nè. Cái số bây giờ. Ở đây là mình cái chạm. Có thầy không phá ra tốc hành. Hello, hello. Đây đi một vòng mà trời, làm một ly nước cam và một ly nước suối, một can suối. Cái này kêu làm sao nửa giá bên mình thôi. Cho nên là ai đi đi mệt rồi đi nghỉ mệt miếng mọi người ơi. Quan trọng nhất là cái ly màu vàng đó, nó mới nộp năng lượng vô. Ngon, nói chung ngon. Anh ấy qua đây đẹp trai gớm luôn nè mọi người. Sáng sớm đi kiếm con dâu nhưng mà có một thằng con trai nó không chịu ra đường. Đi kiếm con dâu. Nó nhất định là nó không ra đường. Hai nhưng cũng được, ảnh cứ ở trong phòng hai chồng mình đi cũng được. Gì? Hồi nãy là chồng mình quay cái mặt kia ha, giờ mình quay cái mặt xuống đó.
giờ này mới 9 giờ sáng mà nó sum tụ vậy đó. Người ta nè. Chắc chắn rồi. Tại mình không biết, nhiều khi mình vô những cái loại khác nó rẻ hơn sao. Ừ, anh cho em mướn 2.000 luôn đó. Không phải người nhỏ không, thằng nào cũng nuôi chó nhỏ nhỏ. Đặc biệt ở Tây Ban Nha, mọi người biết không, đặc biệt và đặc trưng của cái Tây Ban Nha là người dân rất là nhỏ. Đã mình đã nhỏ con rồi, mình qua mình thấy mình hùng vĩ quá, bự. Thật sự người dân ở đây rất là nhỏ luôn mọi người, nhất là con gái á, nhỏ ơi. Đi. Ở đây mình thì ở thành phố, cái thành phố này nó lớn cho nên là nó người ta không có trồng mấy cái ăn trái dại ngoài đường ha, mình chỉ thấy cây cảnh thôi. Còn hôm qua mình ở trên kia đó thì là cây ăn trái dại rất là nhiều, nhà người ta. Còn đây sao trồng nè, nhà này sao trồng. Ủa tại sao nó có mấy cái nhà băng này nhiều quá vậy ta? Ừ, kém rồi. Cái nhà băng không. Ừ. Thì chắc mấy cái nhà trẻ nó đang ấy. Đi đâu vậy em? Đi. Ở khúc này nếu có đứa nào đang hút cái gì nghe cái mùi cỏ. Hay quá ha. Dạo này đón rồi phải được. Không có. À, có mấy cái shop này nhỏ như thế nữa. Mấy ông già ngồi hút thuốc. Không phải. Nó ghế.